mở thung dung thỉnh tam tòa tiên thanh hồi đồng màu giang trên thiên tiên cung thịnh mời đề nhật thiên tiên tam phòng chi thắng sẽ loan vân gạt thôn quê phủ dày vân gạt thôn quê nghĩ hướng thiên bản nhà lê rơi mông vân chư văn hài hồi tất sao văn tùy sư kế tương văn tạnh nghề phương ngân chư văn đề toàn thân năm mương văn cây bồ tát ma sao loan thành ra hồi cùng đề nhị thánh tiên mời mông đề nhị thánh tiên nguyên sơ mông ở trong đền chín đàn dài ngàn lũ nhìn linh nương ra du từ màu lường vô hương hoa nơi đặng thanh hương chính kim cương hương nhân chú biết thông vương nam mô hương vật cây bồ tát ma tát nam mô hương vật cây bồ tát ma tát nam mô sa lan thanh ca ôi thanh mẫu đệ tam ma thịnh mời thanh mẫu đệ tam sức lân long nữ xây thịnh chân nhang phật người sự tin tự đề tử lòng thành kim lô phong khẳng quắc nhân luân cũng tin man thập vương thích nhật giáo du như lan tiêu tài chư nam mô sa lan thanh ca hồi cùng chân chiều sông văn văn võ chân chiều thanh ca hồi cùng nơi chân thì mở mang lam hải đức đề tạng thanh ca hồi cùng đường tần tiên hương cô đề nhật nơi đất mạc đường nghe thành ra hồi cùng để nhị đại hoàng tấu tiên cô tên gọi thành ra hồi cùng xuất tơ mơ trong ra ngoài cửa xuân thành ra hồi lại lắng xa trong nghe bì nào lại lắng xa thành ra hồi cùng chúng mừng nghe sân mắt na ta bị chú mừng thành ra hồi cùng người đồ sông văn tiên chú hương thành ra hồi cao mai quê nhà lâm thao cao mai quê thành ra hồi cùng rõ sáng nghe năm phương năm biểu rõ ràng ngũ phương bản cảnh nghe tin tàng thành ra hồi cùng đốt đỉnh nhang trầm trên ban đi đốt đỉnh nghe nhang trầm thì mời chú mát nên về đây ngự ta đông sinh bà chú mát anh nghĩ linh linh tôi tu phép thần thông cái đủ muôn dân dân phù việt thủ bao lần
tướng ban đào đạt quân thủy quân quốc tôi à. Thiên binh văn mà hằng hà kéo xa linh truyền thiên đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quân trèo, hồ quân trèo du linh bồn phương. Có phen tuần tú sông Thương trở về tỉnh Bắc quá xa sông Lục đầu. Sau nguyên quan chăm sóc bản đền
uống phu đệ tử đời đời vĩnh. Nguyên phúc đằng hạ xa trăm tay ngàn anh tông xa nghĩ hài hoàng. Tam nguyên xa trẻ gái trai xa trung thịnh vương lộc lộc tài hoàng hân. Chín nguyên thành giang lưu ân đồ cho đệ tử mười phương nghe bèn đường. Quan lớn đồ cho tới nguyện thứ mười con cháu cháu nối dòng về đời sau. Dưới khe cao lần chim bay về.
đổi tâm núi. Thank you.
bè bay sông xa. Bao
đệ tam châu thế gian rồi cũng không sai châu ba đệ tứ tùy tông thanh xa sông hóa quê nhà châu lập nên sông hóa quê nhà thanh xa châu lục cung lương bốn dòng trần thị sinh trên đề non Hoa ngắm nhìn theo, sấm hoa ngắm nhìn theo, sương sương sương.
chậm chậm mi cả soi nước lòng lành gót na tiên hại sao cánh cánh từng từng và thách thách nghe tha thành xa hồi cũng sâu vậy tuyến đông nhung quê phường bạch hàng trong thành gia trên người trên suối bao xa đánh đông dẹp bắt trục chiều và gia sư thành gia đồng bỏ sinh làng có ai lên để đồng bỏ thành gia hỏi xa bắt lệ các ghế đi đi thờ châu bé chân non lê cào bay thành gia thành xa ông hoàng đôi là con vua thứ hai đời vua thái tổ thành xa ông hoàng vừa tiến lên một bước thành xa bảo hà nhắc ai lên đất xoan thành xa nghe an văn hoàng cười chân thủ nghe an ông cười làm quan thank you.
Sáu vẫn đi lời mẫu thường hai thuốc tiên đề
mẹ đụng để cô lên đồ chú canh ba canh tư
tiếng muông kêu tả mà phanh tan hồ. Đôi tay tiền cô hái hoa phủ dung,
đôi tay thiên cô đi hái hoa hồng. Cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng ngời.